Hello mọi người, hôm nay là mùng 6 Tết. Mình với bạn mình đi chùa Phật Cô Đơn. À, lâu lắm rồi, là khoảng mấy năm rồi mình chưa có đi tới đây. Hôm nay có chắc có duyên đến đây là thắp nhang cho Phật nè. Mà nghe nói là chùa này sửa lại lâu lắm rồi mà đẹp lắm nha. Mấy anh khánh thành hôm năm mấy rồi đó chưa có dịp tới. Rồi hồi trước nè, mình quên đường nên là mình đi cổng sao nha mọi người. Đây cổng sao đó, có nhiều Phật hòm. Cái đào kìa. Ủa đứng đâu mất rồi. Nhiều không? Đây bạn mình đây. Đèn kia kìa. Thấy cái đèn không? Thiên đình, cổng trời thiên đình.
gì đó đúng không? Mai đẹp á ha, mai giả không? Không biết là nằm ở đâu chứ mà mất tiền nha. Cái lúc mình đi mình không có nhớ luôn, không không biết chứ không phải là không nhớ, không biết luôn, cứ tưởng là bị bỏ. Cảm giác khi đi chùa 12 giờ nắng rất là nắng luôn nha mọi người, cháy da hoài giỡn rồi, bốn mấy độ đó. Anh nay 5 giờ nên đi đâu cũng thấy mấy ông cậu dễ thương hết ghê luôn á, muốn chụp hình mà nắng quá à. Tại đi lẹ lẹ nữa này, lần đầu tiên mình đi nắng mà mình không biết nó nắng luôn, mà không biết nổi chân luôn, nếu mình đi trường nó khác không vậy. Cảm giác nó rất là thanh thản, nhẹ nhõm lắm. Cảnh vật nó bình lặng. Cái này đẹp quá à. Bây giờ chúc mình đi về nha, hẹn gặp lại mọi người.